mở cửa cách đây hơn một năm, nhưng Cầu Vàng ở Bà Nà Hills, Đà Nẵng vẫn luôn là địa điểm check-in nổi nhất nhì với các tín đồ du lịch khi đến thăm miền Trung Việt Nam. Không chỉ tạo nên cơn sốt trong nước, chiếc cầu với thiết kế độc đáo này còn gây ấn tượng cực mạnh đối với bạn bè quốc tế. Cầu Vàng nằm ở độ cao 1.400m, dài gần 150m và gồm có 8 nhịp. Dù nhìn dưới bất kỳ góc độ nào, hai bàn tay khổng lồ nâng đỡ cây cầu uốn quanh giống như người thiếu nữ đang nâng dải lụa vắt ngang qua rừng núi. Giữa phong cảnh thiên nhiên thường xuyên được bao phủ bởi sương mù của đỉnh Bà Nà, được dạo bước trên cây cầu này chẳng khác nào lạc vào chốn bồng lai thiên cảnh. Những tưởng vẻ đẹp của Cầu Vàng là độc nhất vô nhị thì mới đây ở Trung Quốc đã mọc lên một cây cầu khác có vẻ ngoài tương đồng, khiến dân mạng không khỏi so sánh. Đó là cầu Thái Hồng Tiên Thủ, được khánh thành vào ngày 17 tháng 8 ở khu du lịch Cổ Khê Tinh Hà, thuộc huyện Hưu Khê, thành phố Tam Minh, tỉnh Phúc Kiến. Cây cầu này cũng ngay lập tức nhận được kỷ lục Guinness cho thiết kế điêu khắc tạo hình Tây Phật lớn nhất thế giới. Theo Sohu, cầu Thái Hồng Tiên Thủ mang ý nghĩa bàn tay thần nâng đỡ cầu vồng và cũng chính là cầu treo bằng kính phản chiếu ánh nắng đầy màu sắc đầu tiên của đất nước tỷ dân. Cây cầu dài 99m, điểm nổi bật nhất là bàn tay thần có chiều cao 19m. Ước tính tổng kinh phí xây dựng công trình này khoảng 16 triệu tệ, tương đương 52,8 tỷ đồng. Hình ảnh cầu Thái Hồng Tiên Thủ cũng gắn với bàn tay Phật khổng lồ, hiện lên nổi bật giữa thiên nhiên hùng vĩ. Không gian núi rừng thơ mộng thật khiến cho mọi người liên tưởng đến Cầu Vàng của Đà Nẵng, vốn đã là một công trình kiến trúc nhận được sự yêu thích nồng nhiệt của bạn bè quốc tế. Cư dân mạng vẫn bàn tán không ngừng về các điểm tương đồng trùng hợp giữa hai cây cầu ở Đà Nẵng Việt Nam và Phúc Kiến Trung Quốc.